Xin chào em chú các bác, em là Hồng Phương Nhòm đây. Nên Phương Nhòm sẽ đi giới thiệu cho anh em chú các bác toàn thể anh em một phiên bản ống nhòm EK cao cấp. Nên em đang ở trong kho hàng, em muốn giới thiệu đến cho anh em các chú các bác kho hàng bên em rất là nhiều hàng. Và cái bản EK cao cấp 14-2 326 feet này, nên Phương sẽ review chi qua và giới thiệu qua cho anh em săn ong về shop hàng Phương ống nhòm các bác nhá. Khi em đang quay một cái thùng hàng mới nhất, em Phương đã bóc hai con ống nhòm EK ra để so sánh cho anh em xem qua và về trường nhìn với lại cái kích thước và độ nét như thế nào và chế độ bảo hành như thế nào các bác nhé. Đây là giấy bảo hành bên em Phương ống nhòm, khi anh em nhận được hàng sẽ gồm đầy đủ các giấy tờ bảo hành tại shop hàng Phương, thì các bác yên tâm cho bác nhé, tất cả sẽ được bảo hành 2 năm, đầy đủ phụ kiện về khăn dây đeo và sẽ bao ship nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhé. Sản phẩm ống nhòm EK 14-2 326 feet này em Phương đã phân phối mức giá chỉ có 4.200.000 đồng các bác nhé, chỉ có 4.200.000 đồng thôi sẽ được bao ship bảo hành 2 năm kính ND cao cấp của EK. Phiên bản này, phiên bản con EK 326 feet ST 14-2. Con này thì hàng em rất là nhiều, em đang sẵn tầm khoảng 150 chiếc các bác nhé. Sẵn tầm khoảng 150 chiếc phiên bản EK 326 feet này. Thì em sẵn rất là nhiều hàng cho anh em yên tâm các bác nhé. Không phải sợ nó hết hàng đâu các bác nhé. Nếu bác yên tâm cho em, hàng thì cam kết chính hãng 100% tại shop hàng Phương cho em thợ ong. Các bác yên tâm cho em Phương này. Tại vì sao con EK thế nào, em sẽ nói qua về cái phụ kiện của nó. Phụ kiện các bác gồm khi nhận được hàng sẽ một con ống nhòm gồm 4 mắt đợi như thế này, một con hàng mới như thế này. Và phụ kiện sẽ gồm các mắt đợi này, về tặng kèm thêm một cái túi đựng của EK, túi đựng của EK có cùng dây đeo. Và sẽ có một cái khăn lau của EK và một cái sổ bảo hành hướng dẫn của EK các bác nhé. Và một cái dây đeo ống nhòm nữa các bác nhé, dây đeo ống nhòm EK để cho anh em các bác. Một con hàng mới đầy đủ các logo và các thông số mã QR, mã quét và chính 100% của EK, các bác yên tâm chưa các bác. Sản phẩm này EK thì em Phương đang phân phối chính hãng 100%, các bác thợ ong yên tâm chưa các bác. Em Phương sẽ cầm hai con lên sẽ giới thiệu qua đây cho qua. Đây là hai chiếc hàng mới kính ND cao cấp cho anh em bác này, kính của nó thì cực kỳ trong anh em luôn các bác nhá. Trong vắt luôn, cam với chém 100%. Đặc biệt là phải chống nước các bác nhá. Các bác thợ ong yên tâm là hàng này là hàng chống nước 100%. Đây cho em xem qua này. EK 14-2 326 feet. Cốp mắt của nó thì dân ong của nó thì cực kỳ lộng anh em này. Cho anh em xem qua. Về cái cốp mắt của này. Cốp mắt của em đang quay một mình thì hơi khó một chút, em thông cảm cho các bác nhé. Cốp mắt của nó đây cực kỳ ngon, rất là trơn tru, anh em yên tâm chưa các bác, rất là trơn tru. Các bác mở, các bác khi các bác dùng thì các bác mở cái cốp mắt lên cho em Phương các bác nhé. Cốp mắt lên cho em Phương, mới cốp mắt ra và đây một có cái vòng anh em cho em xem qua này, logo EK ED Waterproof và một cái diode chỉnh cận diode chỉnh nét các bác này. Các bác chỉnh nét thì các bác chỉnh từ từ cho em Phương các bác nhé. Và một cái diode chỉnh cận loạn đây các bác này, diode chỉnh cận loạn và sẽ có dòng chữ cộng trừ anh em nhé. Anh em nào mà không bị mắt, nếu mắt khỏe thì anh em cứ để cái nút cộng trừ này như giữ nguyên cho em Phương, cái nút đỏ song song nhau. Nếu mà các bác có vấn đề gì về mắt, mắt yếu thì các bác chỉ cái nút cộng trừ để cho em Phương các bác nhé, chỉnh nó từ từ cho em Phương thôi. Và có cốp mắt, sản phẩm này sẽ gồm đầy đủ các thông số ống nhòm các bác này, đầy đủ các mã số của thân ống nhòm, thì các bác yên tâm chưa các bác, đầy đủ mã số của thân ống nhòm các bác này, đầy đủ mã vạch cho anh em luôn. Sản phẩm EK này chính hãng 100%, mức giá chỉ có 4.200.000 đồng, sẽ bao ship tận nhà, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho Phương. Và bên em có cái ưu đãi đặc biệt cho anh em hơn là anh em cứ nhận hàng đi, anh em đi săn ong trong 7 ngày, nếu mà không ok thì anh em cứ giữ bảo quản sản phẩm, sẽ bảo quản anh em cứ bảo quản ống nhòm còn mới cho em, đừng để xước xét và bẩn anh em nhé. Thì em Phương sẽ đổ miễn phí cho anh em trong 7 ngày cho anh em yên tâm cho các bác. Chế độ bảo hành rất yên tâm cho anh em thợ ong luôn. Sản phẩm sẽ được bao ship tận nhà, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương, logo EK cho anh em này. Phải nói hai chiếc này phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tất cả hàng mới luôn. Tại vì là sản phẩm của một lô hàng cùng một kiện hàng mới cho em đang để trong thùng thì các bác này. Khi anh em nhận được hàng sẽ gồm đủ các giấy tờ bảo hành tại shop hàng Phương, một con hàng mới từ trong kho. Và đặc biệt hơn là em Phương sẽ test hàng và sẽ kiểm tra hàng trước anh em sẽ ship đi cho anh em các bác nhé. Nên các bác yên tâm cho em Phương. Về hai chiếc này. Tất cả hàng mới hết của chính hãng của EK cho bác yên tâm cho các bác này. Hai chiếc EK 326 và hai chiếc EK 326, hai chiếc hàng mới 100%, em Phương sẽ giới thiệu qua cho anh em cho qua rồi. Sản phẩm này sẽ được phủ kính BK4 anh em này, phủ kính BK4 chống nước IP7 cho em thử ong cho các bác. Chống nước IP7 anh em nhá, phủ kính EMC và sẽ có điều hòa quang học nét hơn. Phần kính của nó sẽ bên trong sẽ bơm khí nitơ bên trong. Thì sẽ giúp anh em điều hòa mắt tốt hơn và soi ong sẽ sáng hơn các bác nhá, đổi đầu ong sẽ rộng hơn. Sản phẩm 14-2 này anh em nhìn xa rất là xa, anh em thì có để khoảng cách nhìn tầm khoảng ong khoảng 5 đến 700 mét rất ok cho anh em các bác nhá. Tức là tùy vào, nói chung thì săn ong nó sẽ phụ thuộc vào ống nhòm cũng chiếm đa số rất là nhiều này. Và kinh nghiệm anh em săn ong nữa các bác thợ ong nhá. Các bác thợ ong săn ong thì các bác có vừa kinh nghiệm săn ong này. Các bác mới tập chơi thì các bác chơi con này cũng rất là ok rồi. Bên em thì phân bố cốc giá tầm khoảng từ 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 3, 4 triệu, 5, 6 triệu có hết các bác nhá. Bên em mẫu nào em có các bác cứ thợ ong cứ gọi cho em Phương các bác nhá.
Sản phẩm này thì kính của nó kính LED cao cấp anh em xong yên tâm cho các bác này, rất là ok và ngon cho anh em các bác nhá. Tất cả sẽ được bao ship nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương, mức giá chỗ 4.200.000 đồng, bao ship tận nhà nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương. Bên em có cả phân khúc giá tầm khoảng phiên bản hai bịch vàng cũng có các bác nhá, LED cao cấp, phiên bản Nikon M7, B7, B3, ZX và HG em có nhiều các bác nhá. Các bạn đặt hàng trước nào thì cứ gọi qua Zalo cho em Phương hotline sớm nhất các bác nhá, tại vì hàng hóa bên em thì cũng nắm mẫu không còn nhiều, nhưng cái mẫu này em còn rất là nhiều các nhá, em có tầm khoảng 150 chiếc các bạn, em đang có rất nhiều hàng anh em, ok rất là ok cho em các bác nhá. Các bạn đặt hàng trước này thì cứ gọi Zalo cho em Phương sớm nhất, em Phương sẽ gửi hàng cho anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhá. ED Waterproof kính ED phiên bản cao cấp nhất của phiên bản EK các bác nhá. Các bạn hàng trước này thì cứ gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhé. Hàng hóa thì cũng rất là nhiều hàng, các em cho em qua này. Rất là ok và kính rất là ok em tự ông nhá. Cứ gọi cho em Phương có số hotline trên góc trái màn hình và em sẽ có đầy đủ bảo hành cho em Phương các bác ạ. Các bạn là đại hàng thì gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhé. Các bạn yêu quý em Phương cho em Phương xin nút like, đăng ký kênh và bật ấn chuông để ủng hộ những video mới nhất của em Phương ống nhỏ các bác nhé. Cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn nghe.